Phim Ma Cáo kể về anh chàng thư sinh họ Tô là một thư sinh đẹp trai, xuất sắc và luôn chiếm được cảm tình của phụ nữ. Ông được ông Phú Hộ rất coi trọng và sớm gả cho cô con gái xinh đẹp vì muốn tìm một nơi yên tĩnh để văn ôn võ luyện chờ ngày lên kinh thi cử. Anh ta đã chọn cho mình một căn nhà bỏ hoang và đi đến đó để sống. Tại đây anh gặp được hai con ma dâm nữ và thích làm tình hút dương khí của đàn ông. Nhờ sự mau lẹ mồm mép của mình anh đã thuyết phục được hai ma nữ và trở thành dàn harem của mình. Và cũng nhờ mối lương duyên kỳ ngộ này mà anh đã thoát chết mấy lần. Lần nào gặp nạn cũng dính dáng đến chuyện trịch choẹt vô tội vạ của anh ta với sự giúp đỡ của hai cô ma nữ. Trong khi đó vợ anh có thể đến thăm anh hai lần. Chị à, có lẽ là có mộ xung quanh đó. Xin hãy tha cho tôi cũng rất là khờ dại không biết gì cả. Để tôi cho anh xem một vài bằng chứng đây. Ta là vua của tình dục. Trước đây chưa có ai. Các người muốn làm gì? Thảo Trang bị oan đấy. Các gì chứ? Còn bự nữa. Và anh đã nói với tôi như là một cô gà, nhưng bị ghép vào tội cưỡng hiếp. Mà còn thăng đường phán lại và đưa con mồi trong tặc cùng với bọn. À, chị ơi, Thu Dung à. Thu Dung. Bọn sĩ sang mình. Loại địa phủ liền cái chế ngọt phạt. Đứng cầu. Quái. Và xem chút nữa là thí chủ. Anh đã tìm thấy em rồi. Em không sao chứ?